Vâng, xin chào bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, một mẫu xe siêu phẩm từ thương hiệu Mỹ, Cherokee, một trong những thương hiệu mà gần đây rất nhiều các bác đã hỏi em về dòng xe road bike, dòng xe đua, được trang bị với full group cao cấp của dòng S-Ram, model Ford. Và bây giờ em xin mời giới thiệu chiếc xe. Vâng, thì em giới thiệu qua cho bác biết thì những mẫu dòng xe đạp đua thường được sử dụng với group Shimano hoặc S-Ram, những thương hiệu Mỹ Shimano. Thì Nhật Bản thì lấy em một chiếc xe Cherokee dành cho team, được sản xuất dành cho đội đua, mang với phong cách đua chuyên nghiệp, được sử dụng với bộ group S-Ram Fuji 10. Đây bộ group, em sẽ kích vào bác xem bộ Fuji 10 nhé. Đây là em tìm hiểu thêm qua website bán những phụ kiện của dòng S-Ram thương hiệu Bay. Thì cái bộ thương hiệu của S-Ram Fuji group Shimano 10 lít giá rất là cao quá nhá, khoảng tầm 18-20 triệu bộ group S-Ram Fuji. Đùi đĩa carbon đúng không này, đùi đĩa carbon. Và cho bác cũng tìm hiểu thêm về cái bộ chuyển động của xe của thương hiệu đến từ Mỹ. Và cuối cùng bác, đây là cái mẫu dòng road bike đến từ thương hiệu Mỹ Cherokee, được thiết kế với khung carbon với tông màu rất là đẹp, tông màu đỏ đen rất nổi bật. Thì cái mẫu Cherokee này là cái mẫu dòng Cherokee được đặt riêng cho nhà sản xuất dành cho những đội đua chuyên nghiệp, thương hiệu Cherokee Team dành cho những đội đua, khung làm từ khung carbon. Xe còn rất là mới luôn các nhá, xe rất là ít sử dụng, người chủ cũ đi rất là giữ gìn xe, lớp sơn còn rất là sáng và bóng. Dành cho những bác nào mà thường được đạp xe những giải đua bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp thì sử dụng những mẫu Cherokee dòng road bike, sử dụng full group S-Ram Fuji cao cấp, lông đen của FZA, lông đen cổ phốt carbon, cổ phốt ghi đông của Ulo, giờ kim nhôm 6061. Bác còn hỏi em những cái dòng xe road bike, dòng xe đua cao cấp thì lai em về một chiếc đây. Thường được cái sử dụng với bộ group S-Ram Fuji này, có thể nói em đánh giá riêng em thì nó ngang những cái dòng xe Shimano Ultegra cũng nhá, rất là cao cấp. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano, dòng S-Ram Ampex. Bên phải em được sử dụng với tay lắc chính hãng của S-Ram Ampex. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh của S-Ram Fuji. Càng carbon chính hãng của Java Cherokee. Vành cặp chính hãng của full cung mất nhé, vành hiệu cao cấp này, vành full cung này, lan thưa, lan dẹp, cắm lá hẹ, bản to mà 4 phân mất nhé, vành cặp chính hãng của full cung, vành Mayer full cung bằng đạn, sử dụng lốp cao cấp Continental Ultra Sport. Học yên được thiết kế với khung rất là hiện đại, bằng các điện thoại các bác. Yên của Pozo logo, yên cao cấp, yên còn rất là mới. Gạt đĩa của S-Ram Fuji, đùi đĩa của S-Ram Fuji, đùi carbon, đùi carbon nữa nhé,
bùi carbon vỏ ép ram, bùi nhựa cực đông, bê lông bạc đạn rất là tiếp, củ đề ép ram Fuji, líp chính hãng, líp nguyên bản theo xe, líp cỏ ép ram. Trang bị với 10 tầng líp. Mayer sau là Mayer của Funcom bác nhé. Mayer hiệu chính hãng của Funcom. Sử dụng vành cũng là vành Funcom luôn. Bạc đạn cối lổ. Lốp Continental Ultra Sport. Phanh sau cũng là sử dụng mới phanh 3 mảnh của Edam Fuji. Một em siêu phẩm mới về anh em, full carbon, sử dụng mới ở lúc cao tốc Edam Fuji. Và đây là chưa có đứng của khung xe. Còn chiều cao đứng của khung xe là size 44. Chiều ngang khung là size 50. Chính là các bác là từ 1m6. Chính là các bác là 1m6 đến 1m7 đổ lại đi vừa. Bây giờ xin bắt đầu vào hoạt động chi tiết hoạt động của xe. Và cái bài đã tổng thể xong chiếc xe Kia Ke Team với thương hiệu Mỹ, sử dụng với nguyên một group chính hãng của Edam Fuji, thương hiệu cao cấp, xe full carbon, sử dụng với vành cặp chính hãng của Funcom. Và xe lốp tốt em bên em là 18,6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm cái xe nào. Nhớ đăng ký cho kênh và hẹn gặp lại ngày mai.